Rồi, hello. Trúc Motor xin chào tất cả mọi người nha. Trúc Motor số điện thoại 0932047956. Số Zalo là 0768447735. Trúc Motor là một kênh chuyên mua bán xe mô tô phân khối lớn và xe mô tô phân khối nhỏ đã qua sử dụng nha mọi người nha. Đặc biệt là những dòng xe có giấy tờ hải quan chính ngạch, những con xe được sang tên đổi chủ rõ ràng nha mọi người nha. Còn những con xe không sang tên được thì bên cửa hàng em Trúc Mô Tô không có bán nha mọi người nha. Theo như mọi người theo dõi kênh em thì chắc cũng đã biết rồi ha. Theo dõi nhiều thì chắc cũng quan tâm, chắc cũng biết. Thì thủ tục mua bán bên Trúc Mô Tô rất là rõ ràng. Anh em nào ở Sài Gòn thử ghé số 237 đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú xem xe giúp em giao dịch trực tiếp nha. Còn anh em nào ở các tỉnh xa không có điều kiện đi lại thì cứ xem video, thích xe alo chuyển cọc em sẽ ship xe tặng nhà cho tất cả mọi người bất kỳ nơi đâu trên Việt Nam nha mọi người nha, toàn quốc. Giấy tờ thì anh em chỉ cần chụp chứng minh hộ khẩu, hoặc anh em nào đã có căn cước rồi thì chụp căn cước gửi vào Zalo giúp em thôi, em sẽ làm giấy tờ sang tên cho tất cả mọi người. Rồi, quay lại chủ đề chính ngày hôm nay. Bên em mới vừa về một con xe Aero Revel nha mọi người nha. Bản này là bản đời cao nha mọi người. Bản này là đời 2012, bản ba đĩa, sử dụng động cơ 150, làm mát bằng dung dịch nha mọi người nha. Này nó có cắt nước luôn. Này dòng này là dòng hai máy, hai bô, hai bình xăng con, và có sử dụng cắt nước. Điều đặc trưng của xe đời Rebel, Aero Rebel đời cao là mâm của nó là mâm đũa nha mọi người nha. Mâm nó là mâm đũa và ba thắng đĩa, hai đĩa trước và một đĩa sau. Đó. Thì đời cao thì nó mới mâm đũa nha mọi người, còn những con đời trước thì 208, 209 thì mâm quạt, mâm ba chấu nha mọi người. Còn này là mâm đũa, rất là đẹp luôn, nhìn rất là thể thao và phong cách. Con xe hải quan chính ngạch, đăng ký 2012, màu đỏ rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Này là màu đỏ mặn nha, cực kỳ dễ thương luôn. Cái dàn áo xe thì khỏi phải bàn rồi, rất là mới luôn. Này mang con này biển số Sài Gòn, biển số quận 8 nha mọi người nha, 59LHL1 42842. Biển số là bao nhiêu đây là lấy tiền được rồi nha mọi người. Biển số này 42842, biển số gánh nha, rất là cặp, là rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Một con xe đã đẹp rồi mà thêm cái biển số nó đẹp nữa thì không có gì để tả ha mọi người. Xe này là đai tựa lưng zin, xi nhan zin. Nói chung con xe nguyên thủy nha mọi người nha. Đời 2012, màu đỏ mặn tuyệt đẹp luôn. Mâm đũa ba thắng đĩa. Cặp bô này nổ rất là phê luôn. Xíu nữa em test máy cho tất cả anh em xem ha. Nổ rất là tuyệt vời. Này là bản DD150 Rebel. Bản này là bản dòng máy của nó là ngon nhất trong các tất cả dòng Rebel 150, 170, 125 nha mọi người nha. Máy con này là cực kỳ đã luôn. Hai bình xăng con nguyên zin, hai máy, hai bô, lóc lát các thứ thì trên xe thì soi gương được nha mọi người. Rất là mới luôn, rất là đẹp. Bản gác chân bự nè nha mọi người nha, không phải bản gác chân nhỏ nha. Đời cao là bản gác chân bự, có sử dụng cắt nước, có vào chống đổ và vào đèn trợ sáng, nói chung là hoàn hảo luôn. Đời này thì ba đồng hồ, một đồng hồ báo tốc độ, một đồng hồ báo xăng, một đồng hồ báo số nha mọi người nha. Con xe này báo số đồ rõ ràng lắm, cho anh em nào mới tập chơi những cái dòng xe mô tô phân khúc 150, 125 thì này, những con xe đời trước nó không có báo số nha mọi người, những con xe đời sau nó sẽ có báo số, rất là tiện lợi luôn. Đây là đăng báo mo và báo số 0 nha mọi người nha. Số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 báo đầy đủ không thiếu cái gì nha mọi người nha. Đây em test cho tất cả anh em xem ha. Số 1 ha, số 2 nè, về mo nè, số 2 nè. Đấy, như chạy này số 2 nha mọi người. Số 3, số 4, số 5 ha. Và ngược lại ha, giọng tới 2, 1, mò ha.
Nói chung là không thiếu gì nha mọi người, càng còi xi nhan đầy đủ ha. Đó. Một cái còi sao nó không kêu ta? Nãy mới kêu vừa thấy kêu à. Còi xi nhan đầy đủ. Nói chung rất là hoàn hảo rồi. Anh em mua về chỉ việc chế xăng vào giọt thôi nha mọi người nha. Xí để em test máy, em test đèn còi hết cho tất cả các anh nha. Vỏ lớp thì còn rất là mới luôn. Nước sơn nè, thôi mặt được nha mọi người, cặp phuộc của nó mới ken thôi. Nói chung con xe này là xe ken luôn. Anh em mua về chỉ việc chạy thôi, không cần làm bất cứ món gì trên xe nha mọi người. Đèn của nó là ba cái đồng hồ cũng còn mới ken. Những cái cụm dây điện này là những cụm zin nha mọi người nha. Chưa có thay, chưa có làm gì hết nè, đèn zin nè. Rất là hoàn hảo luôn. Có các nước giải nhiệt. Đây là đời cao của nó, là tem nó như vậy nha mọi người. Aero Rebel. Có logo này ha, tem zin nha mọi người nha. Và đây là mấy cái đường hoa văn của nó ha mọi người. Này không phải là tem nha, này là in trong nước sơn luôn nha mọi người. Âm trong nước sơn nè, cái này là nước sơn luôn chứ không phải là tem nữa nha mọi người. Đó. Xe thì còn cực đẹp luôn, mọi người nhìn thấy không? Rất là mới. Aero Rebel đời 2012. Xe này là xe nhập khẩu nha mọi người nha. Xe nhập khẩu nguyên chiếc luôn, chứ không phải là những con xe lắp ráp ở Việt Nam nha mọi người. Xe này là xe nhập khẩu nha. Mọi người lưu ý giúp em ha, mà biển số rất là đẹp luôn nha mọi người. Để em lấy cái giấy tờ ra cho tất cả mọi người cùng xem ha. 150 thôi, không cần đổi bằng nha mọi người. Vẫn còn sử dụng con Rebel này rất là hầm hố, rất là đẹp luôn. Đây, cái giấy tờ nó đây ha mọi người. Aero Rebel hai bánh nha mọi người nha. Đây, xe nhập khẩu từ nước ngoài nha mọi người. 150 DD150. DD150 là cái tên xe đây nha mọi người. DD150 nha. Đấy. Số máy số không rõ ràng. Chính chủ mua bán rút gốc sang tên toàn quốc nha mọi người nha. Giấy tờ thì anh em khỏi phải bàn nha mọi người. Đây là cặp kiến. Nói chung là nó còn mới á. Cái này chưa lột tem ra luôn nha mọi người nha. Anh em thích thì lột, không thích thì để cho nó bảo vệ nha mọi người. Đây thì nó chóc chóc ra đây, anh em nào về thích thì cứ lột ra nha. Còn miếng bảo vệ kiến luôn, ở trong miệng nóc rất là đẹp. Rồi, máy móc thì đây em test liền cho tất cả anh em xem ha. Máy thì thầm mùa xuân luôn. Giấy tờ thì rõ ràng, biển số cực đẹp luôn. Anh em nào yêu thích biển số này cứ giữ lại chạy ha mọi người. Bữa nay kiếm biển số mô tô, kiếm biển số đẹp khó lắm nha anh em nha. Mà có thì cũng giá cũng rất là tê, chứ không có giá bình dân đâu nha mọi người. Nè, nước sơn của nó anh em thấy không? Màu đỏ tuyệt đẹp luôn. Không có gì để bàn đâu nha mọi người. Nắng e hết từ đầu tới đuôi ha. Đây, cặp đèn trợ sáng này, canh đêm nó sáng dữ lắm nha mọi người. Rồi em đề thử máy ha. Xe này máy móc nguyên zin, đầu nồi chưa đụng nha mọi người nha. Nó nổ rất là êm luôn, chạy cực bốc. Cặp bồ này thì nó nổ nghe rất là hay nha mọi người. Rebel mà nổ tuyệt vời lắm nha mọi người nha. Dòng Rebel nó nổ rất là hay luôn. Đây, đèn đuốc xi nhan các thứ là không thiếu cái gì nha mọi người nha. Mua về chế xăng vào giọt thôi. Cặp đèn của nó rất là mới nha mọi người nha. Đèn zin nha mọi người. Đèn này đèn lồi, đèn zin nè. Rất là đẹp luôn. Xi nhan các thứ là đầy đủ, không thiếu gì hết. Kiến mà nó còn và những cái miếng dán này luôn, anh em hiểu ha, anh em về mua về bóc ra nha mọi người. Thích thì bóc, còn thích thì cứ để thôi, cái đó không sao đâu. Máy móc tuyệt vời luôn.
vời nha mọi người. Này là có zin con xe luôn nha, tựa lưng zin. Đó, máy móc thì thầm mùa xuân luôn. Quá đẹp nha mọi người nha. Đây, còi kèn siêu nhanh đầy đủ nha mọi người. Ở đây có pha đầy đủ luôn nè. Để em mặc cái có pha cho tất cả này. Đây là nút passing nha mọi người nha. Nút passing. Nút passing anh em bấm thì nó sẽ chớp đèn nè. Đó, nó đá đàn nha. Nói chung là nút đá đàn nha mọi người. Ưu tiên mình đi đường nha. Rồi. Tuyệt vời. Công tơ mét hoạt động, báo xăng hoạt động, báo số hoạt động, báo tất cả cho mọi người nha. Chìa khóa thì còn hai chìa, một chìa chính và một chìa mở xăng. Mở xăng đây ha mọi người, hai chìa. Còn này là nút ngắt máy nha mọi người. Chắc anh em đã đam mê mô tô thì chắc có biết cái nút này rồi. Thì anh em chạy tới đâu thì mình tắt khóa xong mình bấm nút này lên thì nó đại loại như là nút chống trộm nha mọi người nha. Bấm nút nó lên thì nó không nổ máy được, khi bấm xuống nó mới nổ. Rồi, một dòng chi tiết về xe ha mọi người. Máy móc thì đó em đã test rồi cho tất cả mọi người cùng xem dòng dòng Aero Rebel này. Nó nổ máy, hai máy của nó nổ rất là chất lượng. Rất là hầm hố nha mọi người nha. Rồi, anh em nào yêu thích con này thì xem video alo số điện thoại cho em xin nhắc lại là số điện thoại của em là 0932 047 956. Số Zalo của em là 0768447735. Em bán con này với giá là 54 triệu nha mọi người nha. 54 triệu, bao giấy tờ, bao ship toàn quốc. Giấy tờ thì anh em chỉ cần chụp chứng minh hộ khẩu, em sẽ làm giấy tờ cho tất cả mọi người. Còn anh em nào yêu thích biển số này thì cứ giữ giấy tờ gốc mình đi ha mọi người. Rất là rõ ràng luôn. 54 triệu nha mọi người nha. Rồi, anh em nào xem video yêu thích kênh em thì cho em một lượt like, một bình luận và ấn đăng ký chia sẻ kênh giúp em nha mọi người. Rồi, Trúc Mô Tô chắc xin phép dừng video tại đây. Chúc anh em có một ngày cuối tuần thật hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình nha mọi người nha. Làm tiếng bồ nữa ha. Đã ha mọi người. Rồi, em xin phép dừng video tại đây ha. Rồi, em một lần nữa em xin chào tất cả mọi người. Bye bye và hẹn gặp lại anh em những clip tiếp theo nha mọi người nha. Bye bye.